đầu cái cầu lên lên đến dây đấy, ra đi đến dây đấy. Này đứng gì đây coi rồi, nguy hiểm lắm. Dài cao. Mặn buồn nước mãi đi. Cầu này là cầu neo cái chỗ nó mới kéo lên xong mới thôi kìa nè. Kéo lên. Không, không phải. Cái này là báo của 84 tấn cục cái mỏ neo đấy mà sông bé nhỉ. Đâu phải 84 tấn anh. Cái mỏ neo này nó trọng tải được 84 tấn. Có nghĩa là cái mỏ neo này kéo được 84 tấn. Đúng rồi. Không phải nó nặng 84 tấn. Cục này 84 tấn thì có vẻ. Nó ghi ở đây 84 tấn. Kéo 1 tấn. 84 tấn là nó trọng tải. Có nghĩa là nó mua kéo được cái 84 tấn lên. Đừng quăng được lên đi. Con kia chuẩn bị ở ngồi đấy cho. Nó vào đến giờ nó làm. Giờ là nó quăng. Con hối kèn hay cống như nào cả không? Thì cái này phải bố trí trước. Không, sẽ được quay đi. Cả quả gì mà suốt ngày. Đồng thôi. Thôi, ngồi đây rồi, nhớ nó quay được. Thôi, được rồi. Đi dần vào đi. Quay xe, nó quay để trước rồi, mình ngồi như này kìa. Thôi, đánh được. Đi qua. Cái đâu mà làm không chủ qua được, đi qua được. Không mạnh hơn chứ vậy. Không mạnh hơn chứ vậy. Chơi qua là. Máy bay người ta chết này. Nếu mà đưa lên đường phải đúng 12 giờ. Giáp rồi nha. Cứ đang ngồi kia đi. Ngồi thank you.
12 giờ cầu đây. Ngắn quá. Đó. Kéo khi nào hết tháp rồi. Thank you.
Mấy gì con ở đây trên bé này. Chưa có nhà.